Hello, xin chào bạn nhé. Đây, dưới trời mưa là mình vẫn ra mình khoai thì nhông này các bạn. Đây, những hạt mưa rơi các bạn. Đó. Đây. Mình thì mình không đụng chạm hết đâu, bởi vì trời mưa thì nó đã chịu mưa rất là lạnh rồi các bạn. Và mình còn phá chỗ ngủ của nó nữa thì không hay nha các bạn. Đây, ban đêm nếu gặp mưa thì chúng không có cách nào để chú như vậy, đây, đó, bởi vậy rất là khổ như vậy, đó. Mình thì còn có nhà để ở để chú mưa, còn chúng thì nhỏ to gì thì vẫn là ở dưới trời mưa như vậy, không rút ở dưới tấm lá hay gì đó, cái này cứ mưa như vậy để lạnh như vậy, thì mình hiện tại mình cũng đang mưa quá trời rồi này, cũng mưa quá trời rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video nha, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Đi vào nhà thôi.